xôn xao thông tin Hồng Loan, con gái Vũ Linh được nhận xét có nét giống nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm mối tình một thời của Vũ Linh. Sự thật thế nào? Ngày 5 tháng 3 Vũ Linh qua đời. Ngay trong lễ tang của ông Hoàng cải lương Vũ Linh, khán giả bất ngờ khi thấy con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chị Võ Thị Hồng Loan sinh năm 1987, 37 tuổi lần đầu lộ diện. Chị Loan xác nhận với phóng viên Dân Trí, mình chính là con gái của ông Hoàng cải lương. Nhiều năm qua, bà giấu kín thông tin vì muốn tôi có cuộc sống yên ổn. Tôi cũng sống kín tiếng, không theo nghiệp diễn của ba. Chỉ người thân và một số đồng nghiệp thân thiết biết sự xuất hiện của tôi. Tôi đã có gia đình, chủ yếu sống bên nhà chồng ở quận 7. Thỉnh thoảng tôi vẫn tới lui để thăm hỏi và chăm sóc cha. Khi được hỏi về mẹ, chị Loan cho biết chưa bao giờ hỏi thông tin về mẹ ruột vì sợ ba buồn. Nghệ sĩ bình tĩnh tiếp lời, tôi và anh Luân được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận làm con nuôi nhưng chúng tôi coi nhau như anh chị em ruột. Vũ Luân là anh hai, tôi là chị ba còn Loan là em út. Theo nghệ sĩ, Võ Thị Hồng Loan có tính cách khép kín, kiệm lời, không giỏi giao tiếp. Có hai điều tôi muốn nói. Thứ nhất, cha tôi có cô con gái độc nhất là Loan chứ không sống như mọi người nghĩ. Thứ hai, chúng tôi gồm con ruột, cháu ruột, con nuôi đều tề tự tại đây đội khăn tang lo hậu sự cho cha. Chúng tôi thương yêu, đoàn kết và trân trọng mối duyên mà cha gieo cho mỗi người, bình tĩnh nói. Tuy nhiên ngày hôm sau cháu gái Vũ Linh là ca sĩ Hồng Phượng đã đại diện gia đình đính chính thông tin rằng Loan từ khi lọt lòng đã mất mẹ. Mẹ Loan và Vũ Linh không có mối quan hệ gì với nhau. Khi bà nội tức mẹ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đưa Loan về nhà, Vũ Linh đã ẵm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tên mình vào ô cha để trốn ô mẹ. Vì vậy, Hồng Loan được xem là con gái hợp pháp duy nhất của Vũ Linh. Nhưng một số khán giả vẫn bán tín bán nghi trước thông tin mâu thuẫn từ phía gia đình. Trong ngày hạ huyệt cố nghệ sĩ, con gái Hồng Loan đã khóc nức không kìm được xúc động. Dù là con ruột hay con nuôi thì tình cảm chị dành cho người ba vô cùng lớn. Từ đây khán giả nhớ lại nam nghệ sĩ từng vướng nghi vấn có tình cảm với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm khi đứng chung sân khấu. Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể lại, anh đã từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ mong muốn cưới cô làm vợ. Nghệ sĩ Diệu Hiền khuyên anh nên chậm lại để xem tình cảm phát triển thế nào rồi sẽ về quê nói chuyện với mẹ ruột của anh. Bẵng đi một thời gian, mối tình này tan rã trong âm thầm. Nhiều bình luận của khán giả để lại. Nhìn gương mặt nghe giọng nói có nét của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm. Mối tình đầu không thành cơ duyên, con gái Hồng Loan giống rất giống cô Tâm. Nét của chị Loan giống cô Thanh Thanh Tâm quá, chị nói không có hỏi ba về mẹ vì sợ ba buồn. Thì tôi chắc chắn chị là con ruột của chú Linh rồi. Tuy nhiên, theo thông tin kênh tin tức 3 phút có được, chị Võ Thị Hồng Loan sinh năm 1987. Thời kỳ đỉnh cao Thanh Thanh Tâm thực sự tỏa sáng và trở thành một hiện tượng khi cô hát cặp cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại đoàn Trần Hữu Trang 2 cũng là vào năm 1987. Tuy nhiên trước đó nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đã kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng năm 1981. Đến năm 1985, cô sinh con gái đầu lòng mang tên Lưu Thị Ca Dao. Đến 1988, Thanh Thanh Tâm và chồng ly hôn. Năm 2000, Thanh Thanh Tâm tái hôn với một người chồng ngoài nghề hát. Như vậy thông tin con gái Vũ Linh giống nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, mối tình gian dở của ông Hoàng cải lương là suy đoán không đúng sự thật. Người vợ hụt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm đau buồn thức trắng đêm theo dõi tang lễ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm tiết lộ, cô và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng có quãng thời gian yêu nhau sâu đậm, không biết bao lần giận nhau và nhiều lần tuyên bố không đứng hát cùng nhau. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, một trong những cô đào của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cả hai cũng chạm đến trái tim khán giả khi vào vai tình nhân trong các vở tuồng như Hòn Vọng Phu, Sa Phu Đi Xứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Cô cho biết, khi biết nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bị bệnh mặc dù ở Mỹ nhưng cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh. Khi biết tin anh mất, cô đã mất ngủ thức trắng cả đêm. Cô kể, trước khi anh Vũ Linh hôn mê, tôi có liên lạc với người bạn thân của anh để hỏi thăm sức khỏe thường xuyên. Nhiều khi tôi cũng sốc vì thấy anh đau đớn quá. Khi nghe tin anh Vũ Linh mất, tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao. Đêm đó tôi thức suốt đêm, không ngủ được, nước mắt cũng không rơi nổi. Cô kể, với tôi, anh Linh là một người thầy. Bởi, khi diễn chung với nhau tôi cảm nhận được điều gì đó rất thiêng liêng. Tôi là một trong những cô đào cãi nhau và giận nhau với anh Linh nhiều nhất. Tính tôi ngang bướng, anh nói một tôi trả lời hai. Không biết bao nhiêu lần anh Vũ Linh tuyên bố sẽ không hát với Thanh Thanh Tâm. Cuối cùng, cứ tuyên bố hoài tôi cũng nói Thanh Tâm không hát với Vũ Linh luôn. Tôi và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có nhiều kỷ niệm, thương cũng thương rất nhiều nhưng giận cũng không ít. Tuy nhiên, những lần giận nhau mình nghĩ là không đáng vì lúc đó tôi còn trẻ. Đến giờ khi anh ra đi, bao giận hờn không còn nữa mà để lại nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Một người bạn diễn, một người anh mà tôi thương mến. Việc từ Mỹ về Việt Nam rất khó khăn khi ba mất tôi cũng không về được. Nhưng nhiều người lại không hiểu điều đó.
Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm gửi vòng hoa viếng đến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, kèm theo đó là dòng nhắn nhủ đầy xúc động: "Thương nhớ anh, Thanh Thanh Tâm." Theo nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ ý định lập gia đình. Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền từng khuyên học trò nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Bẵng đi một thời gian, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, cặp đôi cũng chia cắt từ đó. Hiện lễ tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Được biết lễ động quan sẽ được diễn ra vào trưa 9 tháng 3. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sau đó sẽ được yên nghỉ tại một nghĩa trang ở Bình Dương.